thế tiền thật. Tâm thế thứ nhất đó là tâm thức đi chia sẻ và giúp đỡ. Các bạn thấy comment đi ạ. Tâm thế chia sẻ và giúp đỡ. Chia sẻ và giúp đỡ. Được chưa? Cho nên trước khi chúng ta bắt đầu đi bán hàng, hãy nhớ điều đó. Là chia sẻ và giúp đỡ. Chứ không phải là em đi bán, em lấy tiền. Em thu tiền. Em không có đi lừa ai hết. Mà em đi giúp đỡ người khác. Hãy nhớ cái tâm thế của chúng ta. Được chưa? Cái thứ hai. Để mà chia sẻ và giúp đỡ người khác, các bạn phải có một yếu tố, đó là chúng ta phải trải nghiệm. Phải trải nghiệm. Chúng ta cần phải như vậy. Khi chúng ta bán một cái gì đó, khi chúng ta kinh doanh một cái gì đó, chúng ta cần phải có sự trải nghiệm. Nếu chúng ta đang bán một sản phẩm thì chúng ta phải có một sự trải nghiệm về sản phẩm. Bởi vì các bạn trải nghiệm sản phẩm thì các bạn mới hiểu về nó. Các bạn hiểu về nó. Các bạn cảm thấy tin tưởng về nó. Thì các bạn mới đi chia sẻ cho người khác. Còn khi các bạn chưa dùng nó, chưa trải nghiệm nó thì các bạn không đủ tư cách để chia sẻ cho người khác. Các bạn không trải nghiệm nó. Các bạn đi chia sẻ cho người khác là các bạn đi lừa người khác. Bạn hiểu không ạ? Tôi quay lại cái câu chuyện hồi nãy của các bạn là chỗ cộng tác viên này. Cái người cộng tác viên này là chỉ có đi giới thiệu thôi. Còn về bạn là người tư vấn. Được không ạ? Bạn là người ok. Bạn hãy cho nó trải nghiệm đi. Hãy cho nó uống thử 1-2-3 gói sữa đi. Hãy tặng nó 1-2-3 gói sữa cho nó uống đi. Nó cảm nhận, nó hiểu, rồi sau đó kêu nó đi chia sẻ. Phải quay lại tôi muốn khẳng định với bạn. Làm cái gì? Khi chúng ta bán một cái gì đó, chúng ta nên trải nghiệm nó, rồi mới đi giúp đi chia sẻ với người khác. Cho nên rất là nhiều bạn muốn vào học lớp đào tạo cấp độ 1 của tôi. Thì tôi vẫn nói, nếu muốn vào lớp học cấp độ 1 của tôi, thì phải trải nghiệm sản phẩm thì mới vào. Bởi vì khi chúng ta trải nghiệm, chúng ta vào, chúng ta đi chia sẻ nó ok. Chúng ta muốn đi bán hàng. Cho nên không phải là các bạn có tiền xong mà đưa cho tôi hợp tác với tôi đâu. Các bạn phải trải nghiệm sản phẩm của tôi trước, tôi mới cho kinh doanh. Và đối với các bạn cũng vậy đó. Nếu một người nào muốn kinh doanh thì ít nhất phải mua một lon sữa mày dùng đi, trải nghiệm đi, rồi mày hãy kinh doanh. Còn nếu mà thật sự mình chưa không có tiền, tao tặng cho mày một gói sữa, 2 gói sữa, 3 gói sữa, là gói kinh doanh. Về dùng thử đi, thấy ok thì bán, giới thiệu. Chúng ta nên nhớ điều. Và đây là cách để chúng ta không thể tạo nghiệp. Bởi vì chúng ta đang bán một sản phẩm của chúng ta không có gì. Đây là cái mà chúng ta đang tạo nghiệp với người khác. Các bạn đi chia sẻ một cái mà các bạn không thể biết. Chúng ta tạo. Hãy nhớ điều đó. Tự bạn. Hãy nhớ điều đó. Hoặc nếu các bạn dự kiến là cái kinh doanh một cái gì đó, ít nhất các bạn cũng phải trải nghiệm cái mô hình kinh doanh đó đi. Rồi mới kinh doanh. Giống như tôi vậy. Tôi thật sự không biết cái gì về điện tử, thương mại điện tử, và không biết cái gì về app hết. Và vừa qua tôi đã triển khai, tôi đã thất bại. Thất bại trong quá trình triển khai. Ai đó có thể giấu giếm một sự thật. Nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng, tôi đã từng thất bại và tôi đã thất bại. Đó là bài học của tôi. Ý tưởng của tôi thì rất là tuyệt vời. Định hướng của tôi rất là tuyệt vời.
và tôi muốn tạo ra một cơm cho một công cụ để giúp đỡ nhiều người để mua bán kinh doanh để tạo được thu nhập tốt hơn. Nhưng bởi vì tôi không biết về app hoặc là tôi đã tìm hiểu về nó thì nhưng mà tôi tìm hiểu chưa có tới và tôi chủ quan nên nó dẫn tới việc là gì, trong quá trình mà tôi triển khai tôi đã bị thất bại để triển khai. Đó là nỗi đau rất lớn và tôi đã mất rất là nhiều tiền, mất rất là nhiều tiền. Thật sự mất rất là nhiều tiền, nhiều lắm. Bây giờ ở các bạn cũng vậy, đáng lẽ là tôi đang tham gia vào một tổ chức đã từng có cái app và tôi đã cùng với nó triển khai. Thì đến giờ một ngày hôm nay tôi không phải thất bại, là tôi tham gia và tôi trải nghiệm. Và ít nhất khi tôi triển khai cái mô hình app, tôi đang triển khai vài chục người và lên 100 người, 200 người. Ít nhất là tôi thì tôi kể cho các bạn nghe cái thời gian tôi triển khai cái app đó. Đúng là trong kế hoạch của tôi là triển khai trên 500 người thôi, chứ tôi không có triển khai trên diện rộng. Nhưng mà khi bắt đầu tôi triển khai á thì quá trình người gọi, trời ơi sếp ơi, sếp ơi, hệ thống của em đang tới khách hàng, cái sao sếp không dịp, sao sếp không dịp, bắt đầu chửi đủ thứ thế này á. Trời ơi sếp ơi, sếp dịp ngay trời lên chỗ em tè lên lúc thằng của bạn xung quanh, trời ơi hệ thống đại lý chửi nhóc ấy á. Và tôi thấy trời ơi, thì tội nghiệp có bị chửi đó, thì chửi có ai cũng bị chửi hết. Thế là tôi thấy tội nghiệp quá, tôi thương quá. Thế là bắt đầu tôi bảo bên app là giúp hàng loạt cái tôi. Bắt đầu đi giật hàng loạt cái nó mở chặn ngay, mở chặn mà không kịp sắp mặt luôn. Đó là bài học. Bài học thương người, bài học tình cảm và thiếu lý trí, thiếu sự kiểm soát. Và cuối cùng khi mình nhận là đó là bài học về thất bại. Thiếu lý trí. Bạn hiểu không? Cho nên không có gì đúng mà cũng không có gì sai cả. Không đúng mà không sai. Chưa có cái gì gọi là hoàn toàn là thành công. Chưa có điều gì gọi là chắc chắn cả. Đừng tự tin thái quá. Tôi nhất định phải thành công. Tôi gặp một khách hàng tôi phải thành công. Hãy nhớ, và tôi muốn chia sẻ cái điều này với các bạn đã gặp khách hàng mà sợ từ chối. Làm cái gì mà sợ thất bại. Hãy nhớ điều này. Được không ạ? Không có cái gì thành công, cũng không có gì chắc chắn là thất bại. Chúng ta cần phải học cách đón nhận thất bại. Cho nên thời gian vừa qua khi mà thất bại thì cũng ác, tôi buồn lắm quý vị, tôi cực kỳ buồn. Và tôi đã không chuẩn bị trước cho cái việc là sẽ đón nhận cái thất bại. Nên nó dẫn đến việc là hơn 2 tháng tôi bị stress và trầm cảm nghiêm trọng. Trầm cảm đến mức độ mà nhiều lúc tôi chỉ muốn đi tự tử và muốn chết. Cứ bước ra cái cầu thang, bước lên cái bậc lầu là cái chân tôi nó cứ bước nhảy ra lầu. Hoặc là khi ra đường á, là tôi chỉ muốn nhào vô trong cái đầu xe cho nó không bị chết. Tôi bị trầm cảm cái một cầu đó. Tôi sợ, tôi nghe điện thoại là tôi sợ lắm. Tôi thấy mọi người đều sợ. Và tôi luôn đi trốn tránh. Tôi sợ độ cao. Cho nên lúc đó bác sĩ tâm lý nói với tôi là tôi có độ cao. Hoặc là không đi vào trong những cái hồ nước lớn. Bởi vì các bạn biết không? Tức là khi mà vào cái hồ nước lớn là tôi nhảy ào xuống và mình. Và nước nó nước mà nghĩ là tôi buồn tắm á, khi mà tắm được tắm mấy cái người canh thì là nước nó cứ xối vào đầu mình, mà tôi cứ để nó xối hoài luôn. Và nhiều lúc này là như nó muốn ngợp cả người tôi rồi, tức là cái tâm trí của mình nó không còn được kiểm soát nữa. Đó là triệu chứng của bị stress, và tôi phải điều trị stress tâm lý cực kỳ của mình đến ngày hôm nay. Là bởi vì tôi không học cách đón nhận sự thất bại. Cho nên hồi nãy tôi nói với quý vị, chúng ta nên học cách đón nhận sự thất bại đi. Hãy học cách đón nhận sự từ chối đi.
Bahaya dia bahaya. Rồi, để tôi quay lại nói là sự cải thiện. Các bạn đừng xem thường nó nha. Thành công hay thất bại nằm ở sự bắt đầu. Nó nằm ở sự bắt đầu. Nó nằm ở sự bắt đầu. Tại sao tôi nói là sự bắt đầu? Tại sao ạ? Tại vì ngay từ bắt đầu, các bạn đã có một cái tâm thế tốt, thì thành công là điều tuyệt vời. Nhưng nếu thất bại, thì tâm thế của chúng ta là chấp nhận thất bại và chúng ta sẽ thay đổi và làm lại. Thì sao ạ? Thì các bạn trước sau gì cũng sẽ thành công. Trước sau gì chúng ta sẽ có được kết quả. Còn nếu các bạn không chuẩn bị tâm thế đó, lỡ như nó thất bại, thì chúng ta sẽ bị nó gọi là rớt luôn, chết luôn, đuối luôn. Và cứ thế thất bại và thất bại nó sẽ là nó luôn luôn xảy ra với các bạn. Đúng không ạ? Rồi. Đó là sự trải nghiệm. Được chưa? Tiếp theo. Tin tưởng. Tin tưởng. Tin tưởng. Tin tưởng cái việc. Có nghĩa là sau khi các bạn trải nghiệm xong, tìm hiểu xong, các bạn không có niềm tin, không có sự tin tưởng vào cái doanh nghiệp của các bạn đang làm. Và cái điều mà tệ nhất là các bạn không tin tưởng vào năng lực của bản thân, không tin vào chính mình. Các bạn không tin vào chính mình thì các bạn sẽ không bao giờ tin ai cả. Hãy nhớ điều đó. Chúng ta cần phải có sự tin tưởng. Tin tưởng vào cái sản phẩm mà chúng ta đang bán. Tin tưởng vào doanh nghiệp chúng ta đi bán. Cái giá trị mà sản phẩm mang lại cho khách hàng, chúng ta cần phải hiểu về nó và cần phải có tin tưởng về nó. Thì chúng ta đi bán hàng nó mới tự tin. Đồng ý không ạ? Bao nhiêu bạn đồng ý cầm tay chứ không được đồng ý được mà. Các bạn trên rút được không? Hãy comment giúp tôi. Sự tin tưởng. Cho nên tôi từng có một lời hứa như thế này. Tôi từng có một lời hứa. Nếu như các bạn thực sự tin tôi đã cho tôi một cơ hội, thì tôi tin chắc và tôi khẳng định với các bạn rằng tôi sẽ bằng hết mình và làm hết mình và tạo ra hết mình để giúp cho chính xác là các bạn đang là theo tôi, đang đồng hành cùng với tôi để cho chúng ta sẽ có được một cái công việc, một cái cơ hội, một cái sự nghiệp bền vững. Hãy nhớ điều đó. Đúng không ạ? Là sự tin tưởng. Được chưa? Tiếp. Các bạn chỉ cần tin rằng mình làm được thì chắc chắn mình sẽ làm được. Hãy nhớ điều đó. Hãy nhớ điều đó. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo. Các bạn cần phải trở thành một chuyên gia về cái sản phẩm và dịch vụ mà các bạn đang làm. Các bạn phải trở thành một chuyên gia
nghe đâu có ai cũng nói là phải trở thành chuyên gia. Nhưng mà anh nhớ một điều, các bạn cứ xem thường cái chuyên gia hoài và các bạn không tỉnh ra giúp tôi rằng như thế nào là một chuyên gia. Hãy hiểu được rồi, cứ tưởng rằng em đã là chuyên gia rồi xong, bắt đầu đi ra ngoài chia sẻ với người khác. Tại sao ông bác sĩ ông nói gì người khác cũng phải nghe? Tại sao? Tại sao ông bác sĩ nói gì cũng phải nghe? Tại sao ông thầy ông nói cái gì các bạn cũng nghe? Bởi vì họ thực sự là chuyên gia. Bởi vì ngày hôm nay nếu như các bạn đang là người bán mỹ phẩm, đang là người bán về thực trạng, đang là người bán về giảm cân, đang là người bán về sữa đâu, các bạn phải phải là một chuyên gia. Một chuyên gia gì? Các bạn phải là một chuyên gia về cái sản phẩm đó. Các bạn phải hiểu hết về cái sản phẩm đó. Trong cái lâu ví dụ đó, cái lý do lâu sửa, sửa lâu ăn ra đi. Các bạn phải hiểu là sản phẩm ấy nó có những thành phần gì? Mỗi một thành phần hàm lượng nó bao nhiêu? Công dụng của từng thành phần là như thế nào? Rồi nó có phù hợp với cái cơ địa đó hay không? Các bạn phải nắm bắt những cái điều đó. Khi nào thì dùng những cái sản phẩm được sửa nâng ra ra, khi nào dùng. Vậy thì tôi hỏi nè, các bạn gặp một khách hàng, các bạn gặp một khách hàng là ông già và già, và công ty sửa nâng lula ra công ty quảng cáo là bán cho em bé. Thế là gặp một người già, các bạn không biết bán như thế nào đúng không? Và rất là nhiều bạn nói chẳng hỏi tôi rằng là sản phẩm của em của mình sao là quảng cáo còn em bé không, chỉ là bán cho em bé hả? Không hiểu cái gì về sản phẩm và cái cầm cầm sản phẩm mà đi bán và hỏi một câu rất là lớn rằng rất là lớn. Và khi gặp một người già xong cái bắt đầu nó làm cái bắt đầu họ không hỏi cái gì hết trơn ấy. Ở đây sản phẩm gì vậy con? Có tốt cho bác không con? Dạ tốt lắm bác ơi. Trả lời vậy thôi. Rồi sao? Thế bác có muốn mua không? Sản phẩm này tốt cho bác lắm tiền. Công ty khách hàng họ không biết là họ tốt là tốt làm sao? Không biết là bác cũng có năng tốn hay không? Bác không biết nữa. Bác không hề biết. Vậy nếu là bạn là người bán hàng, là một chuyên gia, thì bạn phải như thế này nè, bác à, dạo này bác ăn được ngủ được không? Bác ăn được nhiều đúng bác? Một ngày bác ăn được một chén cơm không? Bác nhu cầu có bình thường được không? Chưa, chân tay đầu gối bạn có nhức mỏi không? Bác đi lại có tốt không? Tôi tin chắc là người già sẽ luôn luôn có những cái vấn đề như sau. Đầy hơi khó tiêu, hay táo bón, ăn không được ngon, ngủ không được ngon giấc, chân tay xương khớp thì không được, sẽ bị nhức mỏi là không được khỏe mạnh. Tôi chắc chắn chứ không phải những điều. Và khi tôi đặt những câu hỏi đó, thì người đó chỉ có thể nói là có và có cho các bạn. Và người đó sẽ nói rằng, con ơi, cách nào giúp bác không? Bạn thấy chưa? Họ đang cần bạn giúp đỡ. Mà sao? Mình xem sản phẩm mình có đạt những cái điều đó hay không? Có giúp người ta hay không? Đúng không ạ? Và bắt đầu mình chia sẻ, à, sữa nông tâm nhân cái con nè, nó có chất FOS, là chất sơ hòa tan nè. Đúng không ạ? Và nó sẽ hỗ trợ cái việc là gì ạ? Chống táo bón mà không có bị táo bón.
trong cái cơm sữa của con này nó có lợi, nó giúp cho bác này tiêu diệt những vi khuẩn có lợi có hại này, rồi nó giúp cho việc là chống việc đầy hơi này, được chưa? Chống việc đầy hơi khó tiêu này, giải quyết. Rồi nó có enzyme này, cái enzyme này nè, ra enzyme này là nó sẽ giải quyết tiêu hóa là thức ăn quá nhanh này, giúp bao tử hấp thụ thức ăn nhanh này, dinh dưỡng nhanh này, được không ạ? Mình còn có canxi nano này, canxi nano là gì vậy? Giải quyết vấn đề xương khớp cho bạn. Ngoài ra nó còn có yến sào, được bạn thảo đó. Uống vô khỏe mạnh, cơ thể cường cường tráng. Bác dùng thử đi, một lon thôi là bác thích tuyệt vời. Bác sử dụng xong là ngủ được, ăn được, khỏe mạnh luôn. Con khẳng định cho bác, con cam kết cho bác điều đó. Bác dùng thử đi. Còn lấy cho bác một lon, bác dùng đi kiến tạo. Lấy một bữa sữa là khui ra, bác uống thử đi, tuyệt vời lắm. Nói là đói là chốt luôn, vô đề luôn. Bạn hiểu không? Đó là như vậy đó. Bác uống xong bác thấy sao? Ngon bác, uống dễ dễ chịu bác, thơm bác. Đó là người đi bán hàng. Và bạn là một chuyên gia, bạn am hiểu rằng đối tượng khách hàng nào là cần cái sản phẩm của chúng ta. Và sản phẩm của chúng ta có những cái điều gì cần của họ. Chưa nói đâu. Sau khi uống cái sữa ngon của con, thì bác phải ngủ sớm này, đúng không? Bác phải ăn như thế nào này, đúng không ạ? Bác phải tập thể dục vận động này, đúng không ạ? Tức là mình hướng dẫn thêm cách sử dụng và hướng dẫn thêm một số yếu tố khác để cho nó kết hợp với sản phẩm của chúng ta và nó trở nên tuyệt vời. Cho nên khi bạn đi khám bác sĩ á, họ chẩn đoán bệnh xong, họ kê toa cho bạn xong, thì họ hướng dẫn cho bạn sử dụng và họ bảo bạn kiêng cái gì ăn cái gì, đúng không ạ? Là một chuyên gia phải là như thế chứ. Và tôi đã thấy rằng công ty Lavazan tổ chức luôn luôn tổ chức đào tạo về sản phẩm, về sản phẩm, về khách hàng cho các bạn. Mà các bạn không lo học, không trang bị kiến thức thì cứ đứng đầu đi bán hàng riết cả tôi không hiểu được thì làm sao mà bán được hàng. Nhớ điều đó. Chúng ta phải thật sự hiểu biết. Một khi chúng ta có sự hiểu biết thì chúng ta nói cái gì người khác cũng nghe, đúng không? Và chúng ta phải là một người chuyên gia về sản phẩm, một chuyên gia về khách hàng. Chúng ta phải là một chuyên gia, được chưa? Các bạn có hiểu những gì tôi nói không ạ? À? Nếu đã hiểu hãy comment giúp tôi là đã hiểu giúp tôi được. Như thế mới là chuyên gia. Chứ mới biết cái tôi tiêu về cái thành phần, tiêu về cái sản phẩm. Khách hàng nói trời ơi, bây giờ bác bị bệnh này sao? Không biết. Gặp bà bầu. Cái nhìn trên cái sản phẩm, ủa sản phẩm này không dùng cho bà bầu. Không có dùng được, thôi không có bác. Thế là mình bỏ lỡ một khách hàng sao? Vậy theo các bạn, bà bầu sẽ bị những triệu chứng gì? Mình sẽ hỏi họ. Bà bầu đã cũng hay bị táo bón này, cũng cần canxi để hỗ trợ cho em bé phát triển xương khớp. Bà bầu cũng cần cuộc sản phẩm để dinh dưỡng chứ mới bị, đúng không ạ? Còn chứ vậy sản phẩm của chúng ta có những cái chất đó có phù hợp với họ hay không thì chúng ta bán cho họ. Các bạn hiểu không ạ? Và tương tự đối với những bé nhỏ cũng vậy. Một sản phẩm nhưng chúng ta có đầy đủ các thành phần để giải quyết cái vấn đề cơ thể của một con người ở một cái độ tuổi và họ cần. Đúng. Là một chuyên gia về sản phẩm và khách hàng. Bạn phải hiểu về một khách hàng. Mình chưa nói nữa. Các bạn phải là một chuyên gia về tư vấn. Về tư vấn bán hàng. Thì đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta biết mình là người đi bán hàng thì chúng ta phải học những kỹ năng về người đi bán hàng. Học kỹ năng về người đi bán hàng. Vậy thì đi bán hàng thì sao?
chúng ta cần phải học cái kỹ năng chúng ta thứ nhất là kỹ năng xác định khách hàng tiềm năng. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng xác định được cái kênh bán hàng, các cái kênh bán hàng. Cái kỹ năng tiếp theo là gì? Phải biết được cái quy trình cái cơ cấu của khách hàng như thế nào. Đúng không? Quy trình khách hàng nó bấm như thế nào? Cái kỹ năng làm sao để thấu hiểu được tâm lý khách hàng? Cái kỹ năng làm sao để thấu hiểu chính mình? Cái kỹ năng làm sao để chăm sóc khách hàng sau khi khách hàng mua hàng, chăm sóc làm sao? Sau khi khách hàng mà chưa có mua thì chúng ta chăm sóc như thế nào? Cái kỹ năng làm sao khi họ mua xong rồi chúng ta biết họ thành khách sĩ? Cái kỹ năng truyền thông làm sao người ta biết tới mình? Cái kỹ năng sale làm sao để xây dựng thương hiệu cá nhân? Đó là tất cả những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải học. Phải học. Đừng bao giờ nói rằng tôi biết rồi. Đừng bao giờ nói cho điều đó. Hãy nhớ điều đó. Bạn hiểu ý tôi mà. Và tất cả những điều đó riêng ở đâu tôi không biết. Nhưng riêng ở chỗ công ty Lavenza là đào tạo thường xuyên và tôi không đào tạo cho các bạn. Các bạn tham gia vào là các bạn có đầy đủ các kỹ năng đó, có những gửi tài liệu mà còn chạy cho các bạn thường xuyên. Vì của các bạn là có chịu học hay không? Và ở đây tôi thấy có một rất là nhiều bạn ở đây, tôi đặc biệt nha. Tôi đặc biệt rất là tự hào khi có được một người, đó là chị Nguyễn Vân, đang ở trong chung này. Các bạn, tôi muốn chia sẻ cho các bạn trẻ này. Chị Nguyễn Vân lớn tuổi rồi quý vị, và đã làm việc luôn rất lớn tuổi. À, chị Nguyễn Vân. Nhưng dường như tất cả những lớp học của tôi và cô Hoa và tất cả nhà lớp học khác, chị ấy luôn tham gia với chị. Mặc dù ở tuổi của chị ấy là giáo viên, ngủ giờ này ngủ rồi chị học chị chẳng phải. Tuổi của chị ấy đâu cần phải tìm hiểu các cái công nghệ như chúng ta bây giờ. Đúng không các bạn? Nhưng các bạn hãy nhìn xem. Chị ấy không bỏ sót một lớp học nào cả. Tôi chỉ cái gì chị ấy sẽ làm. Và tôi biết chắc một điều rằng chị ấy tham gia vào bán hàng không phải là tiền là chính. Tiền là ấy mà không cần, đúng không ạ? Nhưng nó còn nhiều mục đích khác. Nhiều mục đích khác. Tôi biết chắc điều đó. Và đó là lý do mà chị ấy có mặt tại chỗ này. Vậy thì các bạn trẻ như các bạn, chúng ta hãy học và làm ngay thôi. Đừng có lý do này, lý do nọ nữa. Và đừng có nói lý do là tôi biết rồi. Mỗi một cái được chia sẻ với các bạn là một bài học mà tôi đã trải qua. Là một bài học mà tôi học được từ người khác. Một bài học tôi cập nhật từ người khác. Cho nên mỗi ngày chúng ta sẽ học được nhiều cái hay. Không học mà đòi làm được là làm sao? Chính vì các bạn không có kỹ năng tư vấn đi bán hàng nên các bạn mới sợ gặp người khác. Bởi vì sợ nó hỏi nè, nó hỏi là ủa em ơi, sản phẩm này nè là cái chiến lược nó như thế nào, chiến thuật nó đang làm sao, nó hỏi bán như thế nào, thế không biết đường trả lời bán như thế nào hết, thế là sợ. Thì các bạn không thiếu hiểu biết nên bạn mới sợ người khác hỏi bạn. Còn nếu các bạn đủ hết tất cả mọi thứ, từ sản phẩm, từ khách hàng, từ kênh bán hàng, từ việc kỹ năng tư vấn, các bạn hết có hết được mọi thứ, thì tôi không còn lý do nào khác để đi gặp một khách hàng cả. Và chúng ta sẽ không còn sợ khách hàng nữa. Nhớ điều đó. Chuyên gia về tư vấn và bán hàng. Đúng không? Ok chưa? Tuy là những cái nội dung này đã được giảng, nhưng ngày hôm nay tôi muốn nói kỹ và rõ quý vị để chúng ta phải có sự thay đổi ngay và đúng. Ngay và đúng. Được không ạ?
Thì chính vì các bạn hiểu biết về sản phẩm, hiểu về cái này, và đây là cái các bạn hiểu rõ về nó, thì các bạn sẽ không tạo nghiệp cho người khác. Hãy nhớ điều đó. Vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn tại sao các bạn kinh doanh hay xây dựng đội nhóm mà các bạn thất bại. Và sở dĩ ngày hôm nay đứng đây nói với các bạn, tại sao ông thầy cứ nói về thất bại vậy? Bởi vì tôi đang nói với các bạn, bài học thất bại là sự thành công của các bạn. Nếu các bạn nhận ra được và thay đổi nó, và ai mà người dám nói ra với bạn cái họ đã thất bại, thì đó mới là bài của các bạn. Bởi vì tính con người của chúng ta hay có tính sĩ diện, quý vị, nên đi gặp và hay đi nói chuyện với ai á, không bao giờ dám nói ra cái thất bại của mình, còn là nói là thành công mà. Nhưng để có được cái thành công của họ, thì họ một nửa là họ làm những cái điều mà các bạn không hề biết, và họ không chia sẻ với các bạn đâu. Bởi vì có những cái họ làm không phải là thật, nên họ ngại chia sẻ với các bạn. Và có để có được thành công đó, họ phải vấp ngã rất là nhiều, và họ phải trả giá. Và họ không bao giờ nói ra cái điều đó các bạn. Bởi vì có rất là một phần là tính sĩ diện, họ luôn luôn có sự thành công. Và nếu các bạn là người ảo tưởng sức mạnh và cũng khao khát thành công như họ, và các bạn tắm vào lại mà không biết rằng để đi qua được sự thành công đó, nó sẽ có những thất bại gì và em phải khắc phục nó như thế nào. Và lúc đó khi nó xảy ra thì có chết rồi mới làm được gì cả. Hãy nhớ điều đó. Đã đến với tôi, toàn là sự chia sẻ. Và tôi đã nói với các bạn, tôi không sẽ không dạy cho các bạn làm giàu. Bởi vì làm giàu, giàu theo cái kiểu là mỗi người có một định nghĩa về sự giàu khác nhau. Mỗi người một năng lực khác nhau, mỗi người xuất thân khác nhau, một năng lực khác nhau, một cách làm khác nhau, một khả năng khác nhau. Cho nên mỗi người sẽ có một cách giàu khác nhau. Đúng không? Và hãy nhớ một điều, là một người thầy thành công, là người thầy biết tạo ra những học trò thành công hơn thầy. Chứ không phải là một người thầy, một người lãnh đạo mà tạo ra những người luôn luôn thua mình, thì bạn không phải là người lãnh đạo xuất chúng. Bạn không phải là người thầy xuất chúng. Nếu bạn muốn làm thầy, muốn làm chủ lực, bạn hãy chuẩn bị sẵn cho mình một cái tư duy rằng, đã là thủ lĩnh là bạn biết cách tạo ra rất nhiều thủ lĩnh giỏi hơn bạn. Đã là một người thầy thì bạn biết tạo rất là nhiều trò giỏi hơn bạn. Và ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn là làm giàu bằng sự trải nghiệm. Và sự trải nghiệm đó sẽ tạo ra giúp cho các bạn có được kết quả. Bạn hiểu tôi nói mà. Đúng không ạ? Bạn thấy sao ạ? Ok không ạ?
mà rất là tuyệt vời mà. Nếu rất tuyệt vời, hãy cầm lên cho tôi là chuyện tuyệt vời của mình. Đó là chúng ta sử dụng một sản phẩm, một dịch vụ để chúng ta xây dựng nên một đế chế về kinh doanh, hay chúng ta sử dụng một sản phẩm dịch vụ để chúng ta xây dựng một đội nhóm. Và các bạn có đồng ý với tôi rằng nếu như sản phẩm thật sự không bền vững, không ổn định, không chất lượng, không hiệu quả, trước sau thì đội nhóm đó cũng tan vỡ, cũng gãy thôi. Bao nhiêu bạn đồng ý hãy cầm lên giúp tôi nữa mà. Cái sản phẩm dịch vụ mới là cái giá trị cốt lõi để chúng ta xây dựng một đội nhóm, mới là giá trị cốt lõi để chúng ta xây dựng một doanh nghiệp. Và nếu như chúng ta không biết chọn sản phẩm, không biết cách quản lý sản phẩm, không biết chọn dịch vụ và quản lý dịch vụ, thì trước sau gì đội nhóm, sự nghiệp của các bạn cũng sẽ tan vỡ và cũng sẽ thất bại. Được không ạ? Hãy nhớ điều đó. Cái thứ hai là ở tầm nhìn định hướng. Thì tôi thứ hai là tôi định hướng dẫn dắt. Khi chúng ta xây dựng đội nhóm thì ngay từ đầu tiên chúng ta phải có định hướng, phải có tầm nhìn cho cái đội nhóm của chúng ta nó sẽ phát triển đi về đâu. Còn nếu như các bạn không có định hướng, không có tầm nhìn, thì trước sau gì, đội nhóm ấy cũng chết. Được không ạ? Chúng ta cần phải có định hướng. Bởi vì khi chúng ta có định hướng, có tầm nhìn, chúng ta sẽ xây dựng cho mình những cái tiêu chí để mà nó đạt được những cái định hướng đó, những cái tầm nhìn đó. Chúng ta sẽ xây dựng được các tiêu chí này để phát triển nó lên. Tâm nhân của chúng ta là phải xây dựng được 300, 500, 1.000 hệ thống trong vòng 3 tháng, 5 tháng. Và tâm đủ nhớ của chúng ta ít nhất ai cũng phải có thu nhập từ thấp nhất là 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng một tháng. Còn các thủ lĩnh có thu nhập 20-30 triệu đồng, 50-60 triệu đồng một tháng. Sau 6 tháng bắt đầu kinh doanh. Tầm nhìn của mình là như vậy. Đó gọi là tầm nhìn, là định hướng. Và để đạt được những điều đó, đội nhóm của chúng ta là phải ít nhất sau 6 tháng đạt được 1.000 người thì phải có ít nhất 10 thủ lĩnh. Và 10 thủ lĩnh ấy phải như thế này thế kia. Chúng ta có một cái tầm nhìn như vậy thì chúng ta bắt đầu xây dựng được các tiêu chí để đạt được cái tầm nhìn đó.
Cái thứ hai đó là sự kiên quyết, sự kiên trì, bám sát mục tiêu. Kiên trì bám sát mục tiêu. Các bạn nếu không có yếu tố, không có tố chất của một người kiên trì, khi xảy ra một vài cái lỗi ra một vài cái vấn đề, một vài sự cố, thế là các bạn quăng nó một bên, thế là các bạn nản, các bạn nghĩ, thì làm sao các bạn đủ khả năng để quản lý lãnh đạo một đội nhóm 100 người đi bài ngàn người? Làm sao các bạn đủ khả năng để lãnh đạo, để kinh doanh một sự nghiệp lớn? Nếu như ở cái tầm nhỏ mà các bạn không đủ chịu được áp lực, không chịu nổi được áp lực, các bạn chán ngán, mệt mỏi, than, thì làm sao các bạn xây dựng một sự nghiệp lớn? Ở một sự nghiệp nhỏ mà bạn không chịu được những điều này thì làm sao chịu được sự nghiệp lớn? Ở một sự nghiệp nhỏ mà các bạn không chuẩn bị cho mình, trang bị cho mình, khi các bạn làm lớn lên, nó sẽ gãy ngay. Nó gãy vì khả năng của bạn không đủ chịu được áp lực sự nghiệp lớn, mà bạn từ bỏ và bạn chết. Bạn hiểu mà. Tiếp. Đó là sự kiểm soát. Những cái gì tôi dạy cho các bạn không hề có trong sách vở. Tôi cũng không hề ghi ra bất kỳ nên đâu. Mà những gì tôi chia sẻ với các bạn là có ở trong này đâu. Vì đó tất cả là những gì tôi gặp phải. Và đó tất cả là bài học của tôi. Sự kiểm soát, quý vị. Trong quá trình các bạn xây dựng một đội nhóm mà các bạn không có sự kiểm soát, không có sự thăm dò, không có sự điều chỉnh, và đến một ngày nó xảy ra quá nhiều thứ, và lúc đó các bạn sẽ thấy rõ tình thế không kịp, thay đổi không còn kịp nữa. Và lúc đó nó có hai điều xảy ra: một là bạn trách móc người khác, hai là người khác sẽ trách móc bạn. Và lúc đó đã xảy ra mâu thuẫn. Còn nếu như chúng ta luôn luôn có sự bám sát và theo dõi tập kiểm soát, biết được ai giỏi, ai khỏe, ai mạnh, ai yếu, ai làm được, ai không làm được, người làm được giúp cho người làm được, người đã làm được thì giúp cho họ phát triển lên cao hơn. Và chúng ta cần phải như thế. Đối với nhân viên, chúng ta cần phải có sự kiểm soát. Đối với mọi thứ chúng ta cần phải kiểm soát. Khi nó có xảy ra vấn đề, chúng ta kịp thời can thiệp và thay đổi. Đừng để cho nó phải vỡ ra, rồi chúng ta thay đi dọn dẹp. Và không thể thay đổi được. Và chúng ta sẽ chết. Và chính tôi chết vì hai yếu tố này. Chết nhiều nhất là tôi kiểm soát. Tôi lơ là, tôi không kiểm soát. Cho nên tại sao tôi cứ xây dựng được nghiệp lớn lên và xây rất là nhanh, quý vị, và tôi chết. Cho nên lần này bạn bè hỏi tôi là sao mày không làm giống như bữa trước, làm trước vậy? Sao mày không bày ra phát triển số đo mà không phát triển cái ào cho tao đi? Sao kỳ vậy? Không. Bây giờ tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa đâu. Bây giờ tôi làm cái gì cũng rất là thành công. Cũng phải đo lường, cũng phải sẽ có. Tôi thử, rồi mới làm. Cứ từ từ. Tăng trưởng một cách đều. Tôi càng sự ổn định, tôi càng sự bình ổn. Và những ai đang theo tôi, và tôi phải hướng dẫn, tôi chia sẻ một cách từ từ. Và ai
chấp nhận một cách tự tử, chúng ta cứ làm. Ai chọn sự bền vững thật cứ theo được, và tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ. Và tôi không thể làm nhanh được. Bởi vì phía trước của chúng ta còn rất là nhiều thứ mà chúng ta không biết để biết. Chúng ta cần phải có sự thăm dò, kiểm soát. Đó là điều mà tôi muốn khuyên tất cả các bạn. Đó là như vậy. Là sự kiểm soát. Là cái gì chúng ta kiểm soát nào? Hãy nhớ điều đó. Vậy khi chúng ta xây dựng một sự nghiệp kinh doanh hay là độ gió, chúng ta luôn luôn phải kiểm soát, phải theo dõi, phải đánh giá từng người. Phải là như vậy. Được chưa? Đó là những điều đó bạn. Rồi, tiếp theo là không có quy trình. Không có quy trình, quý vị. Quy trình ở đây là gì? Quy trình ở đây là gì? Ví dụ là quy trình xây dựng đội nhóm, đúng không? Quy trình chăm sóc khách hàng, quy trình bán sỉ, quy trình lãnh đạo, quy trình bán hàng trên online. Rất nhiều là quy trình. Chúng ta cần phải có quy trình. Và tôi khẳng định với các bạn, ở Nam Minh Giang không thiếu quy trình. Và tôi đã trang bị đầy đủ cho các bạn. Đấy, mức độ quy trình của tổ chức một sự kiện như thế nào, tôi cũng có quy trình cho các bạn. Đấy, quy trình tư vấn một khách hàng như thế nào, tôi cũng có cho các bạn hết rồi. Cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi đến kinh doanh cái Lavenza Lưu Trị, Lavenza Cometis. Bởi vì chúng tôi đã có tất cả những quy trình đó cho các bạn. Bởi vì chúng ta đã trải qua một thời gian của sự thất bại, một thời gian của sự trải nghiệm, và chúng ta đúc kết lại và tạo ra các quy trình cho các bạn. Việc của các bạn là hãy học tập thật tốt và làm thật tốt thôi là được rồi. Bạn ok không ạ? Bạn cảm thấy ok mà. Nếu bạn cảm thấy đây là điều tuyệt vời, tại cảm thấy giúp tôi cho hai chiếc tiền tuyệt vời được. Tôi sợ là các bạn không làm. Tôi sợ là các bạn không hành động. Tôi sợ là các bạn kiếm lý do. Tôi không sợ là không có quy trình cho các bạn làm. Tất cả các bạn đều có hết. Thậm chí có quy trình chạy quảng cáo ngày mai là các bạn sẽ được. Ngày mai là các bạn, bạn nào là thuộc hệ thống của Lavenza thì các bạn sẽ được hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho chạy quảng cáo. Nếu bạn là muốn chạy quảng cáo bán hàng, tôi chạy quảng cáo nè trên Facebook, rồi tuần sau là các bạn sẽ được học cách chạy quảng cáo trên TikTok mà cầm tay chỉ việc đồng hành nha. Và cái người hướng dẫn nó sẽ lên trên Facebook của các bạn, điều chỉnh hướng dẫn cho bạn tận tình, chi tiết kèm cọc cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn kết quả làm đến khi nào đạt mới thôi. Các bạn thấy chưa? Mọi thứ ở Lavenza đã chuẩn bị tất cả các bạn trong một hành trang mới cho năm 2021. Mọi thứ đều có hết. Bài tiếp là không có quy trình. Và chúng ta cần phải có quy trình thật thực nhé. Tiếp. Đó là không có nội quy. Không có tính kỷ luật. Không có nội quy. Nội quy. Tức là khi chúng ta xây dựng một đội nhóm hay xây dựng một tổ chức, một doanh nghiệp, chúng ta cần phải có cái nội quy.
Tiếp theo, chúng ta không có văn hóa đội nhóm hay là văn hóa doanh nghiệp, chúng ta không có xây dựng những cái điều đó. Chúng ta cần phải có văn hóa đội nhóm và xây dựng văn hóa đội nhóm. Và việc xây dựng văn hóa là việc phải thực hiện ngay từ đầu tiên khi chúng ta bắt đầu làm một cái tổ chức, làm một cái mô hình kinh doanh và làm để xây dựng nó. Chúng ta cần phải xây dựng văn hóa đội nhóm. Được chưa? Tiếp theo là các bạn không trang bị cho mình cái kỹ năng quản lý và lãnh đạo. Bạn không trang bị cho mình cái kỹ năng quản lý và lãnh đạo, không trau dồi, không học hỏi. Khi đội nhóm các bạn 5 người, 20 người, các bạn phải học đi và tập quản lý đi, để khi nó lên 100, 200 người, chúng ta bắt đầu quản lý nó. Chứ không phải là các bạn chủ quan công việc quyết định lo đi bán hàng, việc quyết định đi xây dựng đội nhóm, cái tự nhiên cái đầu một ngày đẹp trời, cái các bạn, bạn có được đội nhóm 100, 200 người, cái lúc đó muốn biết cái quản lý sao ấy, không biết mình chưa làm lãnh đạo mà không biết cách tổ chức, không biết cách tổ chức, tổ chức gì, tổ chức thi đấu, tổ chức khen thưởng, tổ chức du lịch, tổ chức đi chơi, tổ chức các chương trình khuyến mãi, không biết một cái gì hết. Và các bạn xứng đáng để làm lãnh đạo một đội nhóm 200 người, 100 người không? Và lúc nào cũng đợi chờ, đợi coi thằng kia nó làm gì không mình làm, đợi coi ở trên nó làm gì không mình làm, ở dưới bắt đầu nó đợi và cứ đợi, và thế là nguyên một đội nhóm đợi, và nguyên một đội nhóm đợi và đợi, và càng ngày càng đi xuống. Sau đó quay sang trách móc, trách móc, trách ở trên, trách ở dưới, trách bên này, trách bên kia, trách hết. Trước sau giờ đội nhóm nó cũng thất bại, một tổ chức nó cũng thất bại, vì chúng ta không biết cách tổ chức. Tổ chức khen thưởng, tổ chức thi đua, tổ chức các chương trình, các hoạt động, không biết cách tổ chức. Đúng không ạ? Rồi tiếp, như là tổ chức hội thảo, tổ chức sự kiện. Rồi tiếp nè, không có khả năng đào tạo, không có khả năng đào tạo rất nhiều. Tôi đã chứng kiến rất nhiều đội nhóm gãy, bởi vì suốt ngày đợi, đợi công ty bát, xong bát điện cho hệ thống xong rồi đó, cái ngồi đợi vậy nè, chờ xem công ty có tổ chức đào tạo gì không. Sau công ty có tổ chức đào tạo xong, muốn đào tạo thôi nghỉ. Và các bạn không hiểu rằng đội nhóm trước của các bạn ấy, nó cứ điện về cho công ty, nó chờ sau thằng cô lĩnh bên nó không có đào tạo gì hết trơn vậy. Và các bạn biết rồi, các bạn tạo ra một đội nhóm và các bạn không biết cách đào tạo đội nhóm thì nói ai mà nghe, nói ai mà làm. Không biết cái đào tạo cái này thì đào tạo cái kia, không biết đào tạo về bán hàng thì mình đào tạo về sản phẩm, không biết đào tạo về lãnh đạo thì mình đào tạo về một thứ khác. Và bắt đầu trong thời gian đó chúng ta đi học những kỹ năng khác. Cho nên
năm 2021, khi các bạn đến với La Mensa, các bạn phải trải qua 4 cấp độ. Cấp độ 1 là cấp độ bán hàng. Cấp độ 2 là cấp độ kinh doanh, tuyển sĩ. Cấp độ 3 là cấp độ lãnh đạo và quản lý. Nhân bản, đó là lãnh đạo quản lý và nhân bản ra lãnh đạo. Và cấp độ 4 là đào tạo và tạo nhân bản ra các nhà đào tạo. Các bạn phải trải qua tất cả những bước này thì mới trở thành thủ lĩnh của Đa Bê Gia được. Không phải có chút tí tiền là muốn là phân phối đâu, muốn là kinh doanh đâu, trước sau gì cũng gãy thôi. Nên hy vọng rằng tất cả của chúng ta khi đạt được cấp độ bán hàng, tức là bán lẻ đó, mà sau khi chúng ta bán lẻ giỏi thì chúng ta chuyển qua cấp độ là tuyển sĩ, là người kinh doanh, và bắt đầu là tuyển sĩ. Sau khi các bạn bán lẻ giỏi, khi các bạn tuyển sĩ, các bạn rất đủ trình độ và khả năng dạy và bán lẻ các bạn giỏi. Còn khi các bạn tuyển sĩ giỏi, các bạn chuyển sang lãnh đạo một đội nhóm 150 người, 100 người, thì các bạn sẽ hướng dẫn cho họ cách làm sao để tuyển sĩ, cách làm sao để bán lẻ. Và các bạn đủ khả năng để hướng dẫn họ. Sau khi trở thành lãnh đạo và quản lý, thì các bạn sẽ tạo ra các nhà lãnh đạo giỏi để lãnh đạo. Và việc của các bạn là gì? Phải trở thành nhà đào tạo, học cách đào tạo đi. Đào tạo đi. Bạn đợi tôi chút để tôi gắn cái cục sạc. Rồi. Hoặc nếu như các bạn là một thủ lĩnh giỏi, biết cách dùng người giỏi, thì sao ạ? Chúng ta sẽ tổ chức thuê nhà đào tạo về đào tạo. Và chúng ta sẽ nhờ công ty La Mensa tổ chức đào tạo cho các bạn. Trong thời gian các bạn không biết cách đào tạo, hỗ trợ cho các bạn. Được không ạ? Chúng ta hãy làm những điều đó đi. Và trong đội nhóm của chúng ta phải đào tạo ít nhất một tuần hai lần. Một lần là đào tạo cho những người cũ, và một lần là chúng ta đào tạo những người mới. Và các bạn phải liên tục tổ chức những buổi đào tạo như thế. Kêu gọi hệ thống cũ, mời những người khách hàng mới đến để đào tạo cho giá trị. Cứ làm như vậy đi. Thì các bạn sẽ trước sau gì cũng không đội nhóm đúng mặt. Được chưa? Và tiếp theo là không có kinh nghiệm xử lý truyền thông. Tức là khủng hoảng. Không có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng. Các bạn phải liệt kê hết đi. Trong cái đội nhóm của mình, khi chúng ta xây dựng lên một vài trăm người, ngàn người, nó sẽ xảy ra những cái điều gì? Ví dụ hay sẽ cãi vã những cái chuyện gì, sẽ xích mích những cái chuyện gì, các bạn phải liệt kê hết rồi đi. Trong nội bộ nó sẽ xảy ra những chuyện gì, và chúng ta ghi ra cách xử lý để khi nó xảy ra chúng ta sẽ có cách để xử lý. Khi chúng ta xây dựng một doanh nghiệp, chúng ta cần phải trang bị những cái điều đó. Báo chí viết về chúng ta, đối thủ cạnh tranh viết về chúng ta, chúng ta phải xử lý như thế nào? Truyền thông không có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông. Tiếp theo,
là các bạn không xây dựng được lộ trình. Phát triển. Các bạn không xây dựng được cái lộ trình phát triển cho doanh nghiệp của mình. Các bạn không xây dựng được cái lộ trình phát triển cho cái đội nhóm của mình. Với cái đứa, chúng ta phân rất là rõ. Để trở thành một nhà phân phối, thì từ một đại lý phải làm những chuyện gì để trở thành một nhà phân phối? Từ một nhà phân phối làm cái gì để trở thành một giám đốc kinh doanh? Chúng ta không được định ra cái lộ trình phát triển rõ ràng. Từ một đối trọng phát triển, làm sao để trở thành đại lý? Được rồi. Chúng ta phải định rõ. Cho nên cái tiêu chí từ ban đầu á, khi các bạn chọn người mà về hợp tác cho các bạn có hoạch định rất là rõ ra. Cộng tác viên, người đi bán hàng và người đi kinh doanh. Nếu người cộng tác viên tức là người chưa bao giờ bán hàng thì mình cho họ làm cộng tác viên. Và cộng tác viên mình chỉ cần lấy hai sản phẩm. Đúng vậy. Mua hai sản phẩm hoặc một sản phẩm cho họ làm cộng tác viên. Với cái giá sỉ. Còn ví dụ như bán hàng. Bán hàng đi. Bán hàng là gì? Là dành cho những người bán lẻ chưa bao giờ bán sỉ. Thì đừng có bao giờ kêu họ đi bán hàng. Kêu họ để thành người kinh doanh. Cái đứa mà cộng tác viên thì đừng bao giờ kêu nó đi bán hàng. Hãy nhớ điều đó. Và cái đứa bán hàng nó chưa bao giờ bán sỉ, nó chưa bao giờ kỹ sĩ, thì đừng bao giờ bỏ nó kinh doanh sỉ. Mà bỏ nó hết trở thành người đi bán hàng. Mà nó làm cái gì? Thì bạn tư vấn cho nó trở thành gói khởi nghiệp. Tức là công ty có gói khởi nghiệp đó. Tức là ví dụ như nó sửa đâu. Đúng không? Còn ví dụ như đối với mỹ phẩm thì chúng ta sẽ tư vấn cho nó tầm 2 triệu đồng, là mỗi tầm đầu tư mỗi tầm 3 triệu đồng. Đó là tập trung vào việc chọn cái sản phẩm nào là sản phẩm dẫn để mà tập trung bán vào đó, tập trung bán vào đó. Ví dụ như ở mỹ phẩm Lavazza, các bạn chỉ cần tập trung vào body này, sữa tắm tẩy cho bầu chết là 3 thằng để cho body. 3 sản phẩm này rất là tuyệt vời và rất là phù hợp trong mùa này. Vậy thì các bạn chỉ cần tập trung tư vấn cho người ta xây dựng cái lối này. Và có nghĩa là đầu tư chỉ cần 3 triệu đồng. Không bao giờ cam kết, không bao giờ bỏ. Và tập trung hướng dẫn mọi người phát triển cái lối này thôi. Bởi vì cái sản phẩm này sản phẩm cung cấp dụng vụ. Và rất giúp cho chúng ta khi tuyển được đại lý ngay lập tức. Dùng vô là thấy hiệu quả ngay, ví dụ như này. Còn đối với sữa là 7 sản phẩm. Đúng không? Có nghĩa là vậy. Sau khi nó đã cái điều này nè. Thì bắt đầu định hướng cho nó qua bây giờ là giai đoạn kinh doanh. Vậy thì nó kinh doanh là nó có kinh nghiệm, nó có tiến sĩ rồi. Thì các bạn đưa ra các cái gói, ví dụ như 30 triệu, 60 triệu. Và với 30, 60 triệu này, các bạn cam kết cho nó có thu nhập. Nếu như nó hợp tác với bạn, thu nhập tầm 15 đến 20 triệu một tháng. Và cam kết kèm cặp hướng dẫn nó. Thì chắc chắn là nó sẽ hợp tác với bạn và làm ăn với bạn ngay lập tức. Kèm cặp hướng dẫn nó ngay. Chúng ta phải chia ra từng gói để đánh giá được khách hàng của chúng ta. Chứ không phải gặp ai cũng nhận. Gặp ai cũng nhận. Nhận vô là để làm cái gì? Cái bữa trả hàng lại cũng như không. Cho nên khi tôi nói các bạn mà sale tôi bắt công ty vậy đó. Chúng ta không cần phải nhất thiết là phải cần khách hàng đó với em ạ. Cái quan trọng nhất anh cần là các em phải đánh giá được khách hàng có đủ tiềm năng hay không. Đó mới là cái quan trọng. Và nó khả năng nó tới đâu thì cho nó kinh doanh ở mức đó. Chứ để rồi nó không có khả năng, bạn đưa nó lên trên trời, nó làm không được, bạn tạo nghiệp. Hãy nhớ điều đó. Bạn tạo nghiệp. Và cần cái đường nó đổng thừa cho nó không làm. Và do bạn không đánh giá được nó. Hãy nhớ điều đó. Và vô hình dung, chúng ta tạo nghiệp. Nhớ được rồi. Tất cả những cái này.
cái xây dựng lộ trình này, chúng ta cần phải xây dựng được cái lộ trình, cần phải đưa ra các mục tiêu cụ thể cho từng cấp bậc, cho từng vị trí để bám sát mục tiêu để đạt được đó. Rồi, yếu tố nữa là chúng ta không áp dụng công nghệ, không có công cụ để quản lý các thành viên. Áp dụng công nghệ để quản lý là không biết áp dụng các cái công nghệ để quản lý đội nhóm, quản lý doanh nghiệp, là không biết áp dụng công nghệ. Khi đội nhóm lên đến vài trăm người đến ngàn người, chúng ta không có công cụ quản lý nó, mà không quản lý được nó thì sao ạ? Thì các bạn sẽ không kết nối được với họ, mà không chăm sóc được với họ, mà không kết nối, không chăm sóc được, chết và thất bại. Trước sau khi nó phát triển bùng phát là có bị gãy ngay đó. Được chưa? Rồi, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái công thức mà để các bạn có sự thành công. Thành công, cái công thức đó là, cái công thức của sự thành công đó là chúng ta cần phải bán sản phẩm thật. Bán sản phẩm thật. Và cộng với bán sản phẩm thật là sao? Tức là sản phẩm nó phải mang lại giá trị, giá trị, công dụng, lợi ích một cách thật, nhưng trong cái sản phẩm nó mang lại, và khách hàng phải có được cái lợi ích từ đó. Đó là sản phẩm thật. Đó là yếu tố đầu tiên để chúng ta để thành công. Và cái tiếp theo đó là chúng ta phải làm hơn. Phải làm hơn, làm hơn, làm hơn cả sự thật. Làm hơn sự thật là sao? Tức là chúng ta phải quảng bá mạnh lên, quảng cáo mạnh lên. Đúng không ạ? Chúng ta phải mạnh dạn livestream lên, mạnh dạn chia sẻ lên, mạnh dạn khoe lên. Chúng ta khoe những cái gì chúng ta làm được, khoe kết quả chúng ta làm được, mạnh dạn bước ra ngoài kia làm đi, mạnh dạn kêu một đơn quảng cáo, mạnh dạn lên trên, mạnh dạn chia sẻ, mạnh dạn đào tạo lên. Bởi vì chúng ta phải quảng cáo, bởi vì có người ta nhìn bạn, người ta không nhìn, người ta không bao giờ nhìn vào cái quá trình các bạn làm, và người ta nhìn vào kết quả. Các bạn có tiền, các bạn đi dắt tổ ong, các bạn bố người ta không nghe. Vậy thì ngoài kia, nó đăng bài ầm ầm, nó livestream, nó làm quá nhiều thứ hết. Nó làm quá trời thứ, nó quảng cáo về cái sản phẩm dịch vụ. Và cái cuối cùng là nó bán, và nó có tiền. Còn bạn cứ đem sản phẩm về, xong rồi các cái đó, không có dám cầm sản phẩm đi chia sẻ với những người. Đi gặp người khác thì sợ người ta đốt ăn, đi quảng bá thì không dám, live stream thì sợ, đào tạo cũng sợ, cái gì cũng sợ hết. Thì xin thưa, hàng sao bán được, sỉ ở đâu ra, tiền ở đâu có, bạn hiểu mà. Hãy nhớ điều đó, hãy nhớ cái tôi điều đó.